Sau khi án binh bất động ở trong phiên chợ mùa đông, Arsenal bước vào kỳ chuyển nhượng mùa hè với khá nhiều kế hoạch để nâng cấp đội hình. Trước mắt, huấn luyện viên Mikel Arteta có ưu tiên củng cố vị trí tiền đạo trung tâm. Ở thời điểm hiện tại, Arsenal đang dồn toàn lực vào thương vụ mua Jesus, mục tiêu số 1 mà Arteta nhắm tới. Jesus vừa trải qua một mùa giải ấn tượng với 12 bàn cùng 9 pha kiến tạo tại đấu trường Premier League và Champions League. Dù không quá bùng nổ, nhưng ngôi sao người Anh vẫn cho thấy mình là một trong những chân sút có phong độ ổn định tại Premier League. Kèm theo đó là sự đa năng ít ai sánh bằng khi anh có thể thi đấu tốt ở mọi vị trí trên hàng công. Ở tuổi 25, Jesus hoàn toàn phù hợp với chiến lược trẻ hóa đội hình mà Arteta đã vạch ra. Đồng thời, anh cũng có kinh nghiệm chơi bóng cho một câu lạc bộ lớn. Hơn hết, nhìn vào sự phát triển vượt bậc của Saka hay Emi Smith Rowe, rõ ràng Jesus còn có cơ hội phát triển vượt bậc dưới bàn tay của Arteta. Nhìn chung, đây là một thương vụ hoàn hảo dành cho pháo thủ. Dù vậy, việc họ có thể sở hữu chữ ký của Jesus hay không thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Việc để mất tấm vé tham dự Champions League chắc chắn đã khiến Arsenal mất điểm trong mắt của Jesus, bởi anh từng thổ lộ khao khát được tỏa sáng tại giải đấu này. Quan trọng hơn, sau khi bỏ lỡ Mbappe, nguồn tin từ The Sun cho hay Real đã đưa Jesus vào tầm ngắm. Hiển nhiên, nếu thực sự được Lopranco tiếp cận, Jesus gần như là chẳng có lý do gì để từ chối cả. Bên cạnh nguy cơ mất đi Jesus, Arsenal còn đang đối mặt với một tổn thất mạnh mẽ khác về mặt lực lượng. Daily Mail khẳng định, Man City đang cân nhắc cụ thể hóa sự quan tâm của mình dành cho Bukayo Saka bằng một động thái chuyển nhượng. Và tương tự như Jesus, Saka từng công khai thừa nhận về khao khát được chơi bóng tại Champions League. Cần biết, ở thời điểm hiện tại, Saka vẫn chưa ngồi vào bàn đàm phán với Arsenal để thỏa thuận về một bản hợp đồng mới. Mất đi Jesus chắc chắn sẽ là một viễn cảnh tồi tệ, nhưng vẫn còn rất nhiều mục tiêu dự phòng khác để Arsenal lựa chọn. Song, nếu để Saka, nhân tố quan trọng bậc nhất của câu lạc bộ, lọt vào tay của Man City, sẽ là một bài toán vô cùng nan giải dành cho Arteta để tìm kiếm người thay thế. Bukayo Saka đã trải qua một mùa giải thăng hoa khi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho pháo thủ với 11 bàn. Ngoài ra, anh có đóng góp cho Arsenal 7 kiến tạo sau 38 vòng đấu. Được biết, lần gần nhất Saka ra hạn với Arsenal là vào năm 2020. Tuy nhiên, sau một năm bùng nổ, ban lãnh đạo pháo thủ hiểu rằng họ cần phải cải thiện mức thù lao cho tiền vệ người Anh. Chính Minh khẳng định, Arteta muốn xây dựng một đội hình xoay quanh cầu thủ trẻ này. Được biết thì Saka sắp bước vào 12 tháng cuối hợp đồng và đội bóng chủ sân Emirates có quyền lựa chọn ra hạn thêm một năm nữa. Dẫu vậy thì cầu thủ 20 tuổi được cho là không quá vội vàng để mở ấn định tương lai của mình. Man City và Liverpool đang là những đội bóng khao khát sở hữu chữ ký của Saka. Chưa kể, Real cũng bắt đầu để mắt tới số 7 của Arsenal. Cách đây vài tháng, The Athletic tiết lộ Arsenal sẽ tăng lương gấp 4 lần cho Saka. Theo đó thì họ sẽ nâng mức thù lao hiện tại lên mức 125.000 bảng một tuần và biến Saka trở thành người có thu nhập cao thứ tư tại câu lạc bộ. Nhiều nguồn tin tiết lộ Zinchenko có khả năng sẽ rời Man City sau một mùa giải thành công dưới bàn tay của Pep. Tại Etihad, Zinchenko thường được chơi như là một hậu vệ cánh trái, nhưng tại tuyển quốc gia Ukraine, anh được bố trí đá ở vị trí tiền vệ trung tâm. Theo Evening Standard, huấn luyện viên Arteta ngưỡng mộ tài năng của Zinchenko và muốn cầu thủ 25 tuổi chơi tại hàng tiền vệ pháo thủ nếu anh chọn Arsenal làm bên đội tiếp theo. Báo giới hiểu rằng Man City cho phép Zinchenko rời đi trong bối cảnh anh muốn được ra sân thi đấu thường xuyên hơn. Theo thống kê, cầu thủ người Ukraine chưa bao giờ ra sân hơn 20 lần trong một mùa giải tại Premier League. Thuận lợi của Arsenal trong thương vụ này là Arteta từng có thời gian làm việc với Zinchenko trước đây. Khi đó thì Arteta còn là trợ lý của Pep. Nói về phẩm chất của Zinchenko với tờ Guardian, cựu hậu vệ của Man City, Michael Richard đã cho biết: "Cậu ấy là một cầu thủ giỏi, cậu ấy có thể chơi ở vị trí hậu vệ cánh, nhưng cậu ấy cũng có thể bó vào trong và chơi trong vai trò tiền vệ. Đó là vị trí mà cậu ấy đã từng thi đấu. Rất nhiều người không biết điều đó. Họ chỉ cho rằng cậu ấy là hậu vệ trái và không quá xuất sắc." Huấn luyện viên Arteta rất muốn nâng cấp đội hình vào mùa hè này. Ông cần một lực lượng dày và đủ chất lượng để chinh chiến tại Europa League và hoàn thành mục tiêu cán đích trong top 4 Premier League mùa tới. Và một trong những vị trí mà huấn luyện viên người Tây Ban Nha được đồn đoán muốn tăng cường là ở hàng công. Pháo thủ gần đây được liên hệ với ngôi sao chạy cánh của Bayern, Gnabry. Cầu thủ 26 tuổi được cho là sẵn sàng rời Bayern. Đáng chú ý thì theo nguồn tin từ Marca, Real không có sự quan tâm tới Gnabry. Lý do là kèn kèn trắng có nhiều cầu thủ chơi tốt ở cùng một vị trí. Đây là cú ích cho Arsenal bởi trong trường hợp không có sự cạnh tranh từ phía Real, huấn luyện viên Arteta gần như có thể một mình một ngựa để đàm phán thương vụ này. Vì vậy, cơ hội để Arsenal chiêu mộ Gnabry là không hề nhỏ.
Nhà vô địch Đức đưa ra lời đề nghị lớn dành cho Gnabry, nhưng anh vẫn chưa cam kết các điều khoản mới và có thể là một trong số cầu thủ rời câu lạc bộ xứ Bavaria ngay mùa hè này. Theo nguồn tin từ Fabrizio Romano, Héctor Bellerín sẽ không có định thi đấu cho Arsenal ở mùa giải tiếp theo. Hậu vệ người Tây Ban Nha hy vọng ở lại Real Betis chơi bóng, nhưng đây là thương vụ phức tạp vì vấn đề tài chính. Mọi thứ cần có thời gian để giải quyết. Bellerín đồng thời được tiết lộ nhận được hàng loạt các lời đề nghị và anh sẽ sớm đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai. Song, dù cầu thủ sinh năm 95 có chốt lựa chọn như thế nào, anh cũng cảm thấy chán ngán khi bản thân cầu thủ này không muốn quay trở về Emirates. Với Arsenal, đây không phải là tổn thất quá lớn bởi vì họ vẫn sống ổn khi mà thiếu sự phục vụ của Bellerín. Vấn đề lúc này là pháo thủ cần phải nhanh chóng tống khứ một cái tên không còn mặn mà với câu lạc bộ để bổ sung tiền cho ngân sách chuyển nhượng. Vì vậy, đội bóng thành London mới quyết định từ chối hủy hợp đồng của Bellerín bởi họ nhận thức sẽ thu về được chút tiền.